Một nhà bốn người đi du lịch, đột nhiên gặp phải sát thủ biến thái. Bố mẹ bị giết, anh trai giấu em trai vào vali hành lý, còn mình thì trốn trong tủ quần áo. Nhưng sát thủ đã phát hiện ra vali, hắn dùng rìu điên cuồng chém. Mà anh trai vẫn luôn nhớ lời dặn dò của mẹ, cậu phải bảo vệ em trai. Thế là cậu chạy ra khỏi tủ quần áo, thu hút sự chú ý của sát thủ. Cho tới khi còi cảnh sát vang lên, em trai mới thoát nạn. Đây là một tên sát thủ liên hoàn IQ cao, sau khi giết người sẽ chém đứt đầu, cho nên mọi người gọi hắn là kẻ săn đầu người. Hắn đã gây ra 20 vụ án mạng, nhưng mãi mà không có người tóm được hắn. Em trai trốn trong vali thoát được kiếp nạn, đồng thời nhìn thấy sát thủ trên tấm poster ở bệnh viện. Hắn là một bác sĩ, bề ngoài nho nhã, sự nghiệp thành công, người vợ cũng chuẩn bị lâm bồn, nhìn thế nào cũng không giống một tên sát thủ biến thái. Không ngờ rằng hôm nay hắn đã lọt lưới. Lúc cảnh sát đi bắt người, cậu bé đã lén lút theo sau. Cậu muốn báo thù cho người nhà, nhưng lại bất cẩn bị ngã, va vào người tuyết bên cạnh, có một chiếc túi đen rơi ra. Cậu bé nhìn thấy kẹp tóc của mẹ, bên trong chính là đầu người mất tích. Dù thế nhưng bác sĩ vẫn điềm tĩnh, nói mình không phải hung thủ, bị người khác bị vu oan giá họa, bởi vì không đủ chứng cứ. Ngày hôm sau bác sĩ đã được thả, nhưng không ngờ rằng người vợ lại đứng trước cửa đồn cảnh sát, chứng thực thân phận sát thủ của anh ta. Tối qua sau khi tỉnh dậy, cô ấy tận mắt nhìn thấy chồng đắp người tuyết cũng được đắp thành một nhà ba người. Cô ấy cảm thấy rất hạnh phúc may mắn, bây giờ người chồng đã tự tay phá vỡ giấc mơ của cô. Bác sĩ là tội phạm giết người biến thái, và hôm giết người anh ta tỏ ra vô cùng bình thường. Một nhà bốn người hỏi đường anh ta, trời đổ tuyết, anh ta đột nhiên nổi ý giết người, là ngày thích hợp để đi săn, thậm chí anh ta còn tự giết giấu đầu người vào trong người tuyết. Bởi vì tình tiết nghiêm trọng, bác sĩ bị phán tử hình. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc, gen biến thái có thể di truyền, tại sao anh lại kết hôn với tôi? Cứ coi như là để duy trì nòi giống đi, tôi cần có con cho riêng mình, đời thứ hai của Han Su-jun. Biết được chân tướng, người vợ đã hoàn toàn sụp đổ. Ngày hôm sau, kết quả kiểm tra gen đã chứng minh con cô ấy quả thực đã được di truyền nhân cách của tên tội phạm biến thái kia. Nhưng độ chính xác của kết quả kiểm tra này chỉ đạt 99%, vẫn còn khả năng 1%, đứa trẻ là một thiên tài. Người vợ không muốn có đứa con này nữa, tỷ lệ 1% quá nhỏ, nhưng mà bào thai đã lớn không thể nào phá được nữa. Cô ấy khóc lóc trong đau khổ, có một bà bầu an ủi cô ấy, bào thai của cô ấy cũng được kiểm tra có chứa gen nhân cách tội phạm. Nhưng chồng cô ấy lại là một người tốt thực sự, thậm chí không lâu trước anh ấy đã qua đời vì cứu người. Cô ấy rất yêu chồng, đứa con này là sự kết nối duy nhất giữa cô và chồng. Cô ấy quyết tâm sinh con ra và nuôi dưỡng cẩn thận để chứng minh kết quả kiểm tra này là sai. Vợ của sát thủ cũng đã bị dao động, cuối cùng cô đã sinh đứa bé này ra, một đứa trẻ 5 tuổi thả chuột vào rắn. Những bạn nhỏ khác đều hoảng sợ bỏ chạy, chỉ có mình cậu điềm tĩnh đứng nhìn, trên mặt còn lộ ra nụ cười. 5 năm sau cậu có một người bố mới, nhưng bố dượng không thích cậu, bởi vì tuy IQ cậu rất cao, lên tới 160, nhưng hành vi lại quỷ dị. Để biết con thỏ là mập hay có bầu, không ngờ cậu đã mổ bụng thỏ. Tranh vẽ của cậu tràn ngập sự tăm tối và bất an, và cậu cũng không hòa hợp với các bạn học cho lắm, bởi vì chán ghét ánh mắt kỳ lạ của thầy cô và bạn bè, mà lại không thể tùy tiện đánh người, cho nên cậu đã tự giải tỏa lên cơ thể mình. Trong mắt cô giáo đây không phải là một hành vi bình thường. Bố dượng thường xuyên bị cô giáo gọi tới trường học, mỗi lần bị mách cậu bé đều bị đánh. Bố dượng rất ghét cậu, nhưng lại rất tốt với anh chị em và thú cưng trong nhà. Thực ra cậu bé cũng khát khao có được tình yêu của bố dượng. Một hôm nọ, bố dượng về nhà phát hiện thú cưng của mình chết rồi. Hắn mặc định là do cậu bé làm, nên đã lập tức tóm lấy cậu đánh đập một trận. Cậu bé vừa tổn thương vừa đau khổ, thế là cậu đã xả cơn tức lên em trai. Chỉ là cậu vừa định bắt nạt em trai thì người mẹ lại đi tới đẩy ngã cậu một cách thô bạo. Ngay cả mẹ ruột cũng tràn đầy sự oán hận với cậu. Tao không nên sinh mày ra, tao không nên sinh mày ra. Cậu bé cảm thấy mình thực sự là một quái thai, cậu sinh ra đã khác biệt với người khác, cho nên cậu đã cầu nguyện với thần, mong thần đừng biến cậu thành quái vật. Nhưng quay về nhà, bố dượng và em trai em gái bị người ta giết chết, cậu bé trở thành người có hiểm nghi lớn nhất, bị đưa tới đồn cảnh sát điều tra, còn tiến hành kiểm tra nói dối nữa, nhưng mà không kiểm tra được gì cả. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là cậu bé này quả thực có gen biến thái. 15 năm lại qua đi, cậu bé năm xưa đã trưởng thành rồi. Gia đình của người bị hại 25 năm trước vẫn đắm chìm trong đau thương. Cậu bé tận mắt chứng kiến bố mẹ bị giết, anh trai bị thương nặng, đã trở thành một cảnh sát. Anh ấy là cảnh sát không? Lý do anh trở thành cảnh sát chính là để báo thù tên sát thủ biến thái. Bởi vì từng bị sát thủ biến thái làm tổn thương, nên anh rất căm hận tội phạm giết người. Một lần anh ấy bắt được một tội phạm giết người, trong lòng đột nhiên dấy lên suy nghĩ ác độc. Giây phút đó anh ấy thực sự muốn trực tiếp giết chết tên sát nhân này, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn kiềm chế được bản thân, quyết định dẫn người về đồn cảnh sát. Không ngờ rằng tên sát nhân phản ứng quá độ, thà nhảy xuống tầng 20, cũng không muốn để anh ấy bắt đi. Cảnh sát không chính là người như thế, vì mắc hội chứng nóng này, nhưng anh ấy vẫn là một cảnh sát tốt, chỉ muốn bắt toàn bộ người xấu về quy án. Gần đây Hàn Quốc lại xuất hiện vụ án giết người liên hoàn, nữ nhân viên quán cơm chết dưới cống nước, giám đốc phòng thể thao bị trói vào ghế và thiêu chết, người vô gia cư bị ném thi thể trong kiến trúc bỏ hoang 15 ngày, một nạn nhân trong đó, giám đốc phòng thể thao, chị gái anh ấy là một trong những nạn nhân của thợ săn đầu người. Dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi và dấu vết ở hiện trường, cảnh sát không suy đoán rằng, lúc còn sống nạn nhân bị hung thủ đánh đập cơ thể, đánh tới nỗi sức cùng lực kiệt, cơ thể bị nát bét. Bởi vì quá đau đớn, nạn nhân cầu xin hung thủ mau giết mình đi, nhưng hung thủ lại không ra tay, mà phóng hỏa khiến anh ấy phải chết trong sự thiêu đốt. Động cơ giết hại anh ấy là báo thù,
Đây là một cuộc đồ sát tràn đầy phẫn nộ, và lại cửa sổ phòng thể thao đều bị khóa chặt, chưa từng được mở ra, cho nên hung thủ đã cố ý mở cửa kính để nạn nhân đối diện với thanh giá chữ thập bên ngoài. Rốt cuộc anh ta muốn bày tỏ điều gì? Sát nhân liên tiếp giết hại 20 người trông như thế nào? Giống hệt với mình. Cậu còn tưởng rằng mình giống kẻ ác bá sao? Ngoại hình của anh ta không khác gì người bình thường. Trước khi chuyện xảy ra, anh ta thậm chí còn là người tốt trong mắt hàng xóm. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của tên ác ma này. Trại tạm giam xảy ra án mạng, một cảnh sát bị thương nặng, bị nhốt trong dương đựng đạo cụ biểu diễn. May là vẫn còn thở. Nhân lúc hỗn loạn, tên sát nhân đi tới trước mặt nạn nhân. Bởi vì tử hình bị bãi bỏ, hắn luôn bị nhốt trong tù. Trước khi bị bắt, hắn là một bác sĩ, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu người. Nhưng cảnh sát xung quanh rất sợ hắn, chỉ có linh mục cầu xin hắn cứu người. Sát nhân cầm kim và chỉ lên, khâu lại vết thương một cách thành thục. Cảnh sát cũng kịp thời được đưa tới bệnh viện, giữ được mạng sống. Chỉ là tên sát nhân đang có chủ ý gì? Là ai đã tạo ra vụ mưu sát này? Lúc này lại có án mạng mới xảy ra, một cô gái sau khi bị giết hại tàn nhẫn đã bị treo trên vườn nho. Và lại trên người nạn nhân có móc đồ vật không thuộc về cô ấy, găng tay đấm bóc, một chiếc giày đá bóng, một cái nhẫn, đều là đồ vật mà nạn nhân của những vụ án trước bị mất. Còn có một chiếc đồng hồ, đây là đồng hồ của cảnh sát bị thương. Cho tới tay, ngón tay giữa của tất cả nạn nhân đều bị bẻ gãy, chỉ về hướng thành giá chữ thập. Ngạc trên của cô gái bị khắc chữ thập, hung thủ quá hung hách. Cảnh sát không vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy thư mà hung thủ để lại. Đây là lời cảnh cáo và khiêu khích mà tên sát nhân thời đại mới để lại cho anh ấy. Quay về nhà, cảnh sát không thấy trước cửa đặt một hộp cơm. Anh ấy biết là anh trai mang tới, nhưng anh trực tiếp ném hộp cơm vào thùng rác. Anh ghét anh trai mình. Trong vụ việc năm đó, anh trai là nạn nhân cuối cùng, trải qua mười mấy ca phẫu thuật mới giữ được mạng sống. Nhưng anh trai lại giống như quên toàn bộ thù hận vậy, đi làm một linh mục, thậm chí còn tha thứ cho sát nhân. Anh ấy không hiểu nổi, cho nên đã từ mặt anh trai. Không lâu sau có tội phạm chủ động tự thú, nói rằng chuyện cảnh sát bị thương là hắn gây ra. Hắn là người sùng bái sát nhân 25 năm trước, nhưng cảnh sát không lập tức vạch trần hắn không phải hung thủ. Người đàn ông căn bản không ra khỏi nhà tù được, thì làm sao đem đồng hồ của cảnh sát treo lên người nạn nhân cuối cùng chứ? Sao mấy tên sát nhân biến thái đều có người hâm mộ chứ? Nạn nhân thứ 5 xuất hiện, chứng thực đây lại là một vụ giết người liên hoàn. Cảnh sát không quyết định bắt tay điều tra từ vụ cảnh sát bị thương. Là một tên sát nhân giết người liên hoàn, hung thủ không lập tức giết người, đó vốn không phải một chuyện bình thường. Mà quần áo của cảnh sát và đạo cụ hành hung tới nay vẫn chưa được tìm thấy. Phương thức giết người của hung thủ chưa từng lột quần áo của người khác. Đây là một điểm đột phá. Anh ấy quay lại hiện trường điều tra, vụ án được tái hiện lại. Đây là nam chính, nghề nghiệp cũng là cảnh sát, còn là người chứng kiến vụ án cảnh sát bị thương nữa. Cảnh sát không có ấn tượng tốt với anh ấy. Lần đầu tiên gặp anh ấy, nam chính đang làm một việc tốt. Vì cứu một con chim nhỏ bị thương, anh ấy đã suýt bị xe đâm, là một người vô cùng lương thiện. Nhưng một bên khác, sát nhân biến thái lần đầu tiên gặp được con trai. Không ngờ con trai cũng giống bố, là một bác sĩ. Anh ấy vô cùng lạnh lùng, sở trường dùng dao. Ngay cả ông trùm xã hội đen cũng sợ anh ấy. Liệu anh ấy có phải sát nhân thế hệ mới không? Tình tiết bây giờ vẫn chưa tiết lộ hung thủ là ai. Chỉ là mở đầu bộ phim có một chi tiết. Cậu bé đặt chuột vào ổ rắn, thế cục xoay chuyển, chuột đánh bại rắn. Có lẽ người trông giống người tốt mới là hung thủ. Nếu bạn hứng thú thì có thể đi xem phim gốc.